Dân miền Tây có nhiều cách bắt cá, từ chài, kéo lưới, đăng mé. Thế nhưng các phương tiện đánh bắt đó chỉ phù hợp cho những sông rạch lớn, nước sâu mà thôi. Vào mùa mưa, các mương vườn, kênh thủy lợi cạn nước thì việc bắt cá càng giản đơn hơn nữa. Kiểu quen thuộc nhất, đơn giản nhất của dân miền Tây là đi mò. Chỉ cần một cái thao hay cái nồi là có thể đi kiếm đủ cá để cả nhà ăn rồi. Hồi đó cá nhiều nên lội xuống con rạch mò một đoạn thôi là ăn không hết. Mấy hôm trúng tôm, tép lóng, cá bóng là phải kiếm vài dề lục bình, đọt cây bỏ vào thao. Nếu quên là chúng nhảy ra ngoài. Những ngày gió bất mạnh, lạnh thấu xương như vậy, dân quê hay đi mò cá bóng. Cá này ngon nhưng rất nhanh và khó bắt. Bắt cá kiểu này cũng cần có chút kỹ năng, nhưng mà dân quê đâu cần chỉ dẫn gì. Lớn lên ở miền sông nước nên dễ dàng nhận ra nơi nào có cá để mò, để bắt.